nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Xin kính chào quý ban giám khảo cùng tất cả các bạn dự thi. Con tên là Võ Quỳnh Trân, thiếu nhi khu phố 2, hiện đang học lớp 8 trường trung học cơ sở Điện Biên. Con xin được giới thiệu sách Nhìn cả Bác Hồ với thiếu nhi. Thiếu nhi do Phan Tiết Siêu Tầm tuyển chọn, nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 2018. Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc ta, tuy đã đi xa nhưng tình yêu bác để lại cho dân tộc ta thật lớn lao. Trong bài thơ Bác ơi, tác giả Tố Hữu đã nghẹn ngào thốt lên: Bác ơi, tim bác mênh mông thế, ôm trọn non sông mỗi kiếp người. Trong muôn vàn tình yêu thương Bác Hồ dành cho mỗi kiếp người, có một tình yêu bao la, đặc biệt bác dành cho thiếu niên nhi đồng. Những cuốn sách viết về bác, viết về tấm gương đạo đức của Bác Hồ, viết về tình cảm bác dành cho thiếu niên rất nhiều. Nhưng có lẽ cuốn sách Chuyện cả Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng do Phan Tiết Siêu Tầm tuyển chọn là một trong những cuốn sách đặc sắc nhất, giúp ta hiểu rõ phẩm chất đáng quý của Bác Hồ và tình cảm bác dành cho thiếu nhi. Quyển sách dày 191 trang gồm 2 phần. Phần 1 là những bức thư của Bác Hồ gửi thiếu niên, nhi đồng nhưng các dịp lễ, Tết như thư gửi thiếu nhi Việt Nam đêm Trung thu đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thư gửi nhi đồng toàn quốc nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8, thư chúc Tết các cháu nhi đồng toàn quốc, thư gửi nhi đồng trong nước và ngoài nước nhân ngày 1 tháng 6, thiếp mừng năm học mới, vân vân. Từng bức thư với lời lẽ ân cần, thương mến, bác luôn nhắc thiếu niên, nhi đồng phải rèn luyện đạo đức, rèn luyện sức khỏe, thi đua học tập, lao động và đoàn kết, xứng đáng trở thành người chủ tương lai của nước nhà. Phần 2 gồm 56 câu chuyện kể về Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng. Một số câu chuyện tiêu biểu như xuất xứ của năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. Bác lo Tết mồng 1 tháng 6 cho các cháu thiếu nhi, quả táo của Bác Hồ. Lần lượt, bác tắm cho từng cháu một. Những người khách nhỏ của bác, Bác Hồ đến với trẻ mồ côi. Bác tự hào về các cháu thiếu nhi. Ý nghĩa trong người của bác, tất cả vì tương lai con em chúng ta, vân vân. Thể hiện tình yêu thương vô bờ của bác đối với các thế hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam. Qua từng trang sách, người đọc có thể thấy dù rất bận việc nước hay lúc tuổi cao, sức khỏe yếu, bác vẫn dành nhiều thời gian quan tâm sâu sắc đến thiếu niên, nhi đồng. Người đã hết lòng thương yêu, ân cần dạy bảo và luôn tin tưởng xác định trách nhiệm to lớn của thiếu nhi đối với tương lai đất nước. Người cũng căn dặn người lớn phải quan tâm chăm sóc, giáo dục, làm gương cho các em, để sau này các em trở thành người công dân có tài, có đức. Trước lúc đi xa, người còn gửi gắm trong di chúc thiêng liêng: cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thương yêu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng. Quyển sách là tài liệu thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc của nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt góp phần nhân rộng hiệu quả việc học tập và làm theo gương bác trong mọi tầng lớp nhân dân và trong thanh thiếu niên, nhi đồng nói riêng. Suốt đời công hiến hy sinh vì dân vì nước, bác trải đều tình yêu thương cho đồng bào, đồng chí, không phân biệt già trẻ, gái trai. Trong đó, thế hệ thiếu niên, nhi đồng được bác đặc biệt quan tâm, ưu ái, dành cho tình yêu thương vô hạn. Chăm lo cho thế hệ trẻ, cho trẻ em thể hiện trong phong cách sống, trong đạo đức, trong tầm nhìn chiến lược và khoa học của người. Cuốn sách góp phần làm rõ hơn quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục thiếu niên, nhi đồng, khẳng định tình cảm, sự quan tâm của Bác Hồ dành cho thiếu niên, nhi đồng và lòng kính yêu của thiếu niên, nhi đồng đối với bác. Con tin rằng cuốn sách sẽ được nhiều các bạn yêu quý và nó sẽ không bao giờ cũ trong lòng độc giả. Mỗi chúng ta sẽ tìm được rất nhiều câu chuyện về bác, để rồi khi gấp cuốn sách, ta vẫn thấy mùa xuân tràn đầy trong ánh mắt, nụ cười của bác. Con xin mời mọi người cùng đón đọc cuốn sách Chuyện kể Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng cùng con nhé. Phần dự thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2023 con tới đây là kết thúc. Con xin kính chúc quý ban giám khảo thật nhiều sức khỏe, kính chúc hội thi thành công tốt đẹp.